Cotter á? Đi xe đạp xuống đất, đúng rồi. Xe đạp lắm. Đi ba tân. Ừ. Đi ba tân. Đi thường. Hi, let's introduce yourself. Mẹ em sao mẹ lại nói tiếng Anh? No. Now, introduce yourself so everybody knows you, who you are. Hello. Con gọi nó đi. Bu 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 bu. Bu bu. Có thể gọi là tắc lên rồi. Thỏ ngồi sang lối xanh bên này một tí để quay. Ôm đi, ôm hẳn nó vào cũng được. Sao nó vừa tắm xong đấy. Chỗ này ấm lắm. Em thích quá, bao nhiêu người vây quanh em thích quá. Hamster à? Ai? Con này, con nãy con gặp con chó to hơn, nhảy ra được cả. Ra đấy, theo ô tô đấy. Nhảy ra cắn con chó to hơn như máu. Con này giống Capi đấy nhỉ? Giống Capi. Con đưa mặt vào cho liếm đi. Không, cho em dị, em thấy nó có nhẹ không? Thế tay ra ra liếm mặt, liếm tay ấy. Nó còn liếm mồm nữa mà mặt. Ừ. Nó liếm mồm con à? Em nói thế là... Bu bu, bu bu bu. Bu bu bu. Bu bu. Thỏ kéo một trang lên thỏ. Đấy, nó hết căng thẳng thì nó chẳng biết không hiểu được. Chỉ hiểu bằng cái mẹo nào.
Nhìn mặt nha em bé. Đây mà. Ba, các con đang chơi kìa. Một đứa nó chơi.